Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thái Nhí TV Lời nói đầu tiên Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn Và chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui Chủ đề chia sẻ hôm nay thì Nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nấu một cái công thức nước sốt me Mình dùng để xào tất cả các loại ốc và một số món ăn liên quan tới uh, sốt me Nhí ví dụ một số món như là Hột dịch lộn xào me nè, cua gan me nè, tôm sốt me để biết được cách của Nhí hướng dẫn như thế nào thì bây giờ Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của Nhí. Thành phần nguyên liệu thì mình chuẩn bị đây là nửa ký me. Thì nó có hai loại me mà các bạn dễ nhầm lẫn cũng như lựa chọn sai. Một loại là nó có cái màu cánh dáng như thế này và một loại nó có màu đen. Các bạn nên chọn cái loại me màu này. Còn cái màu đen thì cái me đã cũ rồi. Cái loại này thì mình nấu nước sốt lên thì nó sẽ rất là đẹp. Bước đầu tiên thì mình sẽ bóp me này với nước để mình loại bỏ cái phần hột, mình chỉ lấy phần nước sốt để mình nấu. Với nửa ký me thì mình sẽ sử dụng đây là 800 ml nước lọc. Mình sẽ cho vào đây trước là khoảng nửa lít và mình bóp thật là kỹ. Sau khi mình bóp thật là kỹ thì mình sẽ lựa những cái phần hột ra riêng và mình sẽ cho nước một lần nữa và mình bóp thêm một lần nữa để mình lấy hết cái tinh chất của cái nước cốt me để mình nấu cái nước sốt cho nó đạt cái chất lượng cao sau khi mình bóp me với nước thật là kỹ và mình lược lại cái phần nước cốt thì mình sẽ cho vào trong một cái chảo lớn hoặc một cái nồi cũng được bây giờ thì mình sẽ nấu với cái lượng me nửa ký thì nhí sẽ sử dụng khoảng 70ml nước mắm nam ngư Tương ớt thì mình à, sử dụng là 150 g. Đường cát thì mình sử dụng là nửa ký. Và gia vị cuối cùng là mình à, cho vào đây à, 5 g quế cây. Thì đây là một cái bí quyết nhỏ để mình à, nấu cái nước sốt me. Khi mình dùng quế thì cái nước sốt me của mình nó sẽ rất là ngon và nó có một cái hương thơm thoang thoảng rất là dễ chịu, giúp cho cái nước cốt me nó sẽ ngon hơn, đặc sắc hơn. Bây giờ thì mình sẽ quậy đều lên cho tất cả các hỗn hợp gia vị nó hòa quyện vào nhau và mình sẽ mở lửa trung bình. Và cái thời gian nấu cái nước sốt này bao lâu là đủ? Nếu các bạn muốn cái nước sốt me nó ngon, đặc sắc, màu đẹp thì các bạn phải nấu tối thiểu là 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ và nấu trong trạng thái lửa thiệt là nhỏ. Khi cái phần nước sốt me sôi thì mình sẽ vớt hết phần bọt bỏ đi. Và bây giờ thì nhí sẽ để lửa nhỏ và mình nấu trong vòng khoảng 40 phút. Sau được gần 40 phút thì lúc này mình sẽ niêm lại xem cái phần nước sốt nó đã vừa chưa. Và lúc này thì các bạn cũng có thể điều chỉnh theo cái vị của mình. Nếu mặn ngọt cay như thế nào thì các bạn có thể cho thêm. Và nhí thấy nó đã vừa rồi thì sau khi vừa thì mình sẽ pha một ít bột năng với lại nước và mình sẽ đánh cho cái phần nước sốt này nó sệt lại một điều lưu ý lúc này thì các bạn nhớ cho bột năng vào từ từ và dùng vá đánh liên tục để tránh tình trạng ốc châu cái thứ hai là tránh tình trạng cái nước sốt nó sẽ đặc quá như vậy thì nó sẽ không ngon và trong quá trình mình đánh á, thì các bạn có thể cảm nhận được cái tay mình đánh hơi nặng tay là các bạn ngưng không cho bột năng nữa Và mình sẽ quậy đều lên cho cái bột năng này nó chín hoàn toàn Và mình kiểm tra lại cái phần nước sốt, coi độ sánh nó vừa chưa Nếu vừa rồi là ok Và cái nước sốt me này thì chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh Và thời gian bảo quản tối đa là khoảng 30 ngày Và cái nước sốt me này thì dùng cho tất cả các món xào me, ốc, tôm, nghiêu, sò thì hôm nay nhí sẽ thực hiện cái món sốt me này với ốc mỡ xào me. Thì đây mình có chuẩn bị là 300 g ốc mỡ, một ít ớt, một ít tỏi, một ít rau gam ăn kèm và mình xào chung với lại rau muống. Thì trước khi xào ốc thì mình sẽ luộc ốc trước cho cái phần ốc chín, sau đó mình mới xào nha các bạn. Khi ốc chính thì mình sẽ vớt ra và mình sẽ loại bỏ cái phần bề ốc và mình có thể xả qua nước sơ và bây giờ thì mình sẽ xào. Thì với cái sốt me thì nó sẽ có một ít ớt, nó có một độ cay nhất định thì nó sẽ làm cho cái nước sốt mình nó tăng kích thích ngon hơn. Còn mà anh chị nào mà không có ăn cay thì mình đừng cho ớt. Lý do vì vậy mà nhí nấu cái nước sốt me hôm nay là nhí không có cho ớt. Tại vì trong quán có nhiều thực khách Có nhiều khách lại không ăn cay Nên mà trong quá trình mình nấu mà Cái nước sốt me nó đã cay Thì có những em nhỏ thì sẽ không ăn được Thì với một phần ốc xào me Thì mình sẽ sử dụng một vá gửi lẩu nước sốt me Và bây giờ mình sẽ xào Cái phần con muốn nó hơi tái tái Là mình sẽ cho ốc vào mình xào và các bạn lưu ý xào cái sốt me thì mình sẽ xào lửa lớn để cho cái phần nước sốt me nó rút ngược vô ốc còn nếu các bạn xào lửa nhỏ xào lâu quá thì cái ốc này nó sẽ ra nước nó sẽ làm cái phần sốt nó sẽ loãng đi như thế này là được bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha bây giờ nhĩ sẽ cho ra đĩa và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức à, với cái những cái món mà liên quan tới xào me thì mình cho thêm một ít đậu phộng nữa cho nó hấp dẫn nha các bạn thì đây là cái công thức nước sốt me dùng cho tất cả các món xào nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ cho Nhí xin một like và chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn để Nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức à, ốc mỡ xào me với lại rau muống. Món này rất là ngon luôn và Nhí cũng rất là thích món này. Mình ăn ốc thì nó rất là giòn, cái vị me thì nó rất là thơm và vừa ăn. Và bên cạnh đó thì mình ăn kèm với rau muống nó có vị chua chua rất là ngon các bạn. Đây là cái món mà Nhí rất là thích. Mời tất cả các bạn nha. Rất là ngon các bạn ơi. Nhí nghĩ cái công thức sốt me này cũng rất là ok. Các bạn có thể nấu theo cái công thức của Nhí chia sẻ để gia đình chúng ta cùng trải nghiệm nha. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.